Trung tâm Thương mại Go Hưng Yên sẽ được xây dựng tại thành phố Hưng Yên. Cụ thể, ngày 12 tháng 3 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 559 phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Trung tâm Thương mại Go Hưng Yên. Trung tâm Thương mại Go Hưng Yên có diện tích trên 15.800 m², thuộc địa bàn quản lý của phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Khu trung tâm thương mại dịch vụ có không gian kiến trúc hiện đại, tạo điểm nhấn cho khu vực trung tâm thành phố Hưng Yên và phục vụ nhu cầu thương mại dịch vụ của người dân khu vực. Đây là căn cứ để thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công trình thuộc dự án, xây dựng và quản lý đầu tư, xây dựng theo quy hoạch được duyệt. Đơn vị tổ chức lập quy hoạch là công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật.